Bà con ơi, tôm, bà con biết là tôm rồi, con tôm ai không biết. Nhưng mà bà con biết rằng con tôm cong hay là con tôm thẳng nó mới là tốt cho sức khỏe. Tôm cong hay là tôm thẳng hả bà con? Nhưng mà tôm á, là nó là con tôm cong hay thẳng nên chọn mua con tôm. Bởi vì tôm nó là một thực phẩm rất tốt, sức khỏe, được chế biến hấp, luộc, xào, chiên, kho, rim, rang, nướng, gỏi cuốn. Khi bán ra thị trường, đó bà con chú ý, khi bán ra thị trường, tôm có thể bơm nước làm cho nặng ký bán cho được giá, hay là hóa chất. Nên có con thẳng, con cong, khi còn sống, tôm nó uống cong một cách tự nhiên, phải không bà con? Tôm uống cong một cách tự nhiên. Khi đã chết, con tôm nó thẳng ra, chất lượng kém vì phải qua bảo quản tủ lạnh, tủ đông. Dù vậy, tôm cong trước khi đem ra bảo quản vẫn còn sự sống. Tôm nó có màu đen là đầu tôm sắp rụng ra, màu đen là tôm thẳng, là tôm không nên ăn. Bà con à, tôm cong hay tôm thẳng, chúng ta nên chọn mua loại tôm nào? Bà con ơi, tôm là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tôm được chế biến, hấp, luộc, xào, chiên, kho, rim, rang, nướng, gỏi cuốn, gỏi. Khi bán ra thị trường, tôm có thể bơm nước làm cho nó nặng, bán cho nó lời trên nặng ký, hay là có thẩm hóa chất. Nên con thẳng, con cong, khi còn sống, con tôm uống cong một cách tự nhiên, khi đã chết tôm nó thẳng ra, chất lượng kém vì phải bảo quản đông lạnh. Cho nên con tôm cong là con tôm tốt. Dù có ướp lạnh vào tủ đông, dù vậy con tôm cong trước khi chết, trước khi đem bảo quản vẫn còn sự sống. Nên ta chọn là chọn con tôm cong. Chứ con tôm thẳng đuột là con tôm vuột rồi, con tôm chết rồi. Con nào cũng chết, nhưng mà nó chết trước sự sống và sau sự sống. Khi đem bảo quản vẫn còn có sự sống nha bà con. Tôm nó có màu đen là đầu tôm sắp rụng ra, màu đen và tôm thẳng là không được mua. Bà con chỉ mua con tôm nó còn cong. Con tôm còn cong là con tôm tốt, con tôm tốt hơn con tôm thẳng. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe. Bà con ơi, chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về sức khỏe và đời sống. Bà con thấy được, vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh mẽ. Bà con đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, và đồng coi bà con chia sẻ để mọi người biết. Chứ đâu không phải rằng con tôm không nói, nhưng mà nói 4 cái sức khỏe khác. Như chẳng hạn là bệnh gì, ăn gì, uống gì, bệnh gì, không ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò. Chứ không phải bệnh gì ăn cũng được đâu. Trái cây, có loại trái cây ăn được, có loại trái cây không ăn được cho người bệnh nào. Nói vậy, chúng tôi ngày có 4 video, bà con thấy được, vui lòng chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ. Đăng ký kênh để ủng hộ và chia sẻ giúp đỡ chúng tôi, cho mọi người cùng mạnh khỏe. Chân thành cảm ơn bà con.